Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Thì chủ đề ngày hôm nay mình quay cho các bạn xem đó là chủ đề là cây sả nha các bạn. Thì đây là một cái mô hình là trồng sả kinh doanh tại quê mình nha các bạn ha. Thì hôm nay sẵn ở đây thì mình quay cho các bạn xem cũng như là chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm là khi trồng sả kinh doanh ha. Thì để quay sơ cho các bạn xem thì mô hình này là trồng sả là tại gần mặt lộ nha các bạn ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về là cái con giống nha các bạn. Thì giống ở đây thì các bạn là nên mua cái giống sả mà tại các điểm mà giống cây trồng các bạn, hoặc các bạn có thể là đặt một cái chỗ giống mà uy tín nào tại quê của các bạn ha. Và cách trồng như thế nào thì ở đây là mình phải chọn được cái đất nữa nha các bạn. Đất ở đây thì cây sả mình nó không có kén đất, như đất phèn mặn này nọ thì nó cũng vẫn sống được nha các bạn ha. Đất chai nó cũng vẫn sống được luôn. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn là nên chọn là cái đất thịt nha các bạn. Đó, thì đây mình đang quay cho các bạn xem là đây là cái mô hình là trồng đất thịt ha. Và đất là khá cao luôn nha các bạn. Và ở đây bà nó cũng không có kén là dạng như là cái bóng râm nữa nha các bạn. Có bóng râm nó vẫn phát triển được luôn. Nói chung là cây sả này cũng rất là dễ trồng nha các bạn. Thì các bạn trồng cái cây sả này thì nó tầm khoảng là 5 đến 6 tháng là mình có thể là thu hoạch nha các bạn. Nhưng mà thường thì nó sẽ là từ 5 tháng là mình đã thu hoạch rồi nha các bạn ha. Thì khi mà nó phát triển như vậy thì nó sẽ thành bụi các bạn, mà mình sẽ mướn công lại và cắt đi, bỏ đi cái đọt đầu và mình cắt đi cái gốc đó, và mình vô tép như vậy là ví dụ như là 10 tép là vô một bó, mình buộc thun lại nha các bạn. Đó là vậy nha các bạn ha. Thì còn cái giá cả thị trường thì mình không có nói được, tại vì nó chênh lệch tùy thời điểm nha các bạn. Ở đây mình quay sơ cho các bạn xem về cái cách trồng nè. Còn về mà cái phần mà chăm sóc cái cây sả này thì nó cũng khá là đơn giản nha các bạn ha. Thì nếu như là 10.000 mét vuông, tức là 1 ha các bạn, thì mình sẽ bón cái phân hữu cơ là 10 tấn nha các bạn ha. Là cho 10.000 mét vuông cho cây sả nha các bạn. Và ở đây là mình sẽ là bón thêm cái phần là lân xanh nha các bạn ha. Lân xanh là 100 kg, cho là 1 ha. Và tiếp tục là cái thằng là phân lân nha các bạn, là từ 500 đến 600 kg cho là 10.000 mét vuông nha các bạn ha. Thì đó là cái cách là mình vô phân cho cái thằng là cây sả nha các bạn. Nhưng mà các bạn bón cho cây sả thì các bạn sẽ bón là cho nó nhiều giai đoạn nha. Thì cái thời điểm mà mình bón cho được cây sả là nó sẽ từ là 7 ngày đổ lên thì mình mới bón được nha các bạn. Chứ mình không được bón nó sớm quá. Và các bạn là trồng sả là các bạn là nên trồng cái sả này nó nghiêng là khoảng là 30 độ nha các bạn ha. Thì đó là cái cách trồng mà để cho cái cây sả mình nó phát triển các bạn. Thì các bạn thường thường là các bạn trồng từ 4 đến 5 tháng là mình thấy là mình có thể là mình thu hoạch được rồi. Nhưng mà chuẩn nhất vẫn là 5 tháng, còn trễ lắm là 6 tháng nha các bạn. Có thể đây mình quay sơ cho các bạn xem một cái mô hình trồng sả nè. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like nha các bạn, cũng như là một lượt đăng ký để kênh mình phát triển nha các bạn ha. Đó, còn cái khoảng cách trồng ở đây mình quay trực tiếp cho các bạn xem luôn nè. Nó thì nó tầm khoảng là gần 1 mét nha các bạn ha, là mình trồng gần. Còn nếu như bạn nào trồng xa thì các bạn có thể là trồng từ 1 mét ha. Thì đây là một cái mô hình là trồng kinh doanh nha các bạn. Nói chung là trồng ở trên là đất mà có bóng râm luôn á, nhưng mà nó vẫn phát triển bình thường nha các bạn ha. Nè, bạn xem cái khoảng cách nè, đó. Đây nè. Đó, còn đằng kia xa các bạn thấy không, trồng rất là nhiều luôn. Ở đây là có những cái tán cây cao nè, đó các bạn cũng xem nè, đó. Đó các bạn thấy không, nó đang quay điện thoại cho các bạn xem luôn á. Thì trồng sả này các bạn thì nói chung là nếu như mà mình trúng giá thì nó cũng rất là ổn định nha các bạn. Vì cái việc mà mình chăm sóc cho nó thì nó cũng không có nhiều các bạn. Tại vì nó rất là ít bệnh nha các bạn ha, sả này nó rất là ít bệnh. Nhưng mà nó cũng không có kén đất nữa, hầu như là những cái loại đất nào nó cũng trồng được nha các bạn. Đặc biệt là những cái loại đất mà phèn á, mình không có thể trồng được những cái cây nào khác á, thì mình có thể là mình trồng sả nha các bạn ha. Sả nó chịu được nhiều cái loại thời tiết lắm các bạn. Nhưng mà thường ở trong miền Nam á, thì mình sẽ trồng vào cái đầu mùa mưa nha các bạn. Còn ở ngoài miền Bắc thì nó sẽ trồng vào tháng 2, tháng 3 đó các bạn. Thì cái thời điểm nó vậy đó. Để quay cho các bạn xem thì hôm nay mình cũng quay cho các bạn xem một cái mô hình về trồng sả các bạn kinh doanh á. Thì bạn nào thấy hay hãy like cho mình một like ha bạn, để cho mình kinh tế cơ mình nó phát triển nha các bạn ha.
Và các bạn nào mà có muốn xem một cái mô hình mà trồng kinh doanh những cái loại cây khác á, thì các bạn có thể là comment trong cái video này từ bên dưới cái bình luận ha. Bình luận bên dưới cái video này thì mình sẽ rảnh á, thì mình sẽ trả lời các bạn cũng như là đi quay cho các bạn cùng xem nha các bạn, chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về làm vườn luôn. Thì kênh của mình thì quay rất là nhiều loại cây từ kênh của mình các bạn, thì các bạn có thể là xem lại từ cái trang danh sách phát á, thì cũng có rất là nhiều loại cây các bạn có thể là xem ha và tham khảo ha để mình phát triển ha kinh doanh những cái nông sản nha các bạn. Đó, còn đây là một cái mô đất trồng xả này các bạn, nó do đất cao đất thấp thì nó vẫn trồng được ha. Thì trồng trên đất cao thì nó sẽ không có bị ngập úng nha các bạn, khi mà đất nó trời mưa các bạn thì nó sẽ không có ngập úng nha các bạn ha. Đó, các bạn đang xem nè, thì ở đây là cây cao rất là nhiều nha các bạn, nhưng mà trồng là vẫn bình thường nha các bạn ha. Có bóng râm này, có ánh nắng này nọ, nói chung là nó xen kẽ lẫn nhau thì cây nó vẫn phát triển bình thường nha các bạn. Nó thì các bạn là chuyện như là các bạn ở những cái vùng đất mà đất bị phèn nhiều các bạn, thì các bạn có thể là tận dụng cái cây xả này các bạn trồng kinh doanh ha. Hoặc các bạn có thể là trồng cây mãng cầu sim cũng vẫn được nữa các bạn, trên những cái vùng mà đất mặn các bạn. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha. Nó để đi quay cho các bạn xem những cái mô hình trồng xả nè. Đó, thì những cái lón này thì mình chỉ là mới trồng thôi nha các bạn. Đó, các bạn xem nè. Thì sau khoảng là vài tháng là nó sẽ lên thành bụi hết các bạn. Ở đây mình trồng là các bạn nên chú ý là các bạn là trồng nghiêng khoảng 30 độ ha. Thì là đó là cái cách trồng nó chuẩn chứ mình không có thể nào mình trồng đứng được. Đó, các bạn để đi tới quay cho bạn xem nè. Và ở đây các bạn xem mình trồng theo cái khoảng cách nè, rất là xa nha các bạn ha. Thì cái này là nó gần 1 mét nha các bạn. Đó, sau này nó nếu mà như mình trồng xa như vậy thì nó sẽ không có bệnh nhiều nha các bạn ha. Nếu mà các bạn trồng gần quá thì nó dễ là bị sâu nha các bạn. À, các bạn cây bụi này thì nó lên bụi rồi nè. Xả thì người ta hay làm cái gia vị các bạn, trong cái việc như là chiên này nọ các bạn, người ta cũng hay dùng xả bầm này nọ đó. Thì ở bên ngoài thị trường thì người ta cũng có một cái thị trường về cái cây xả này. Thì bạn trồng những cái vùng đất mà đất xấu á, thì các bạn có thể là trồng kinh doanh cái loại đất cây này rất là hay ha. Đó, để quay ngồi xuống quay cho bạn xem cận cảnh này, bụi xả nè. Đó các bạn. Đó, nó thành bụi rồi đó. Và khi mà mình nếu như mà các bạn trồng tại nhà thì các bạn mà muốn cho nó nhảy nhiều á, thì các bạn đừng có cắt nha các bạn ha. Mà các bạn là hãy nhổ nó thì nó sẽ nhảy ha. Các bạn là nên nhổ, còn nếu như mà bạn là phải dùng dao các bạn cắt ngang á thì nó sẽ không có nhảy nữa nha các bạn. Thì đây là một cái mẹo nhỏ cho cái chia sẻ cho các bạn mà trồng tại nhà nha. Rồi thì thôi, video mình quay tới đây thôi nha các bạn. Mình mến chào tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.